chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ test thử con BZ40 trong đô thị. Bắt đầu đi các bạn nhé. Các bạn này. Đó, anh em sẽ test thử đô thị trong khu Việt Hưng. Trước mắt là giảm xóc thì rất êm. Độ ổn rất là tốt các bạn, ổn rất là tốt. Khóa cửa tự động đấy, vừa là tự chốt khóa các bạn ạ, tự chốt khóa. Em chưa đeo xích beo à? Đây mà mình đã báo là chưa có xích beo này. Ghi kích vào rồi đấy, hết rồi. Cứ mất mang cái thẻ rồi. Đây các bạn nhìn xem, đây là HD trên đường chạy thì cái kính chiếu hậu này nó sẽ là HD các bạn ạ. Đây là điều hòa hai vùng kìa. Hưng ơi, em phải bật cái điều hòa đi. Ok. Đây là ổ điện 220 này. Là nó có, mình sẽ cắm ở đây thì sẽ sạc luôn ạ. Ổ sạc luôn. Chiếc xe này các bạn có thể là một bộ karaoke liver xem trên ô tô luôn. Thì mình sẽ cắm ổ đây cái là hát liver thôi. Đây, các bạn nhìn gương. Chiếu hậu rất là nét. Thì nếu mà không muốn này thì bạn Hưng tắt độ cái chỗ thì nó sẽ ra gương bình thường thôi. Thôi bạn bật lên đi. Mình nghĩ rằng độ ồn chiếc xe này rất là tốt. Ồn rất là tốt. Rất là xịn. Trên khoang hành khi hành khách lên thì có tay lắm rồi, để bám lên luôn. Đằng trước cũng có độ tay lắm, nhưng mà độ tay lắm thì sợ là các bạn đi sẽ vướng thôi. Còn đằng trước là cũng có độ tay lắm. Hôm nay đang chạy chiếc xe màu rêu của em Hiếu, cũng xin phép ý kiến em Hiếu là cho bên mình quay về test thử để cảm nhận xem là trong đô thị. Cái xăng báo đây, xăng báo đây, cái bộ xăng báo ở chỗ nào? Xăng đô thị 11,1 lít các bạn này, 11,1 này. Đấy, mình đang đi thực ra thì cũng không phải đốn xăng đâu, với chiếc xe mà rất là nặng. Bạn thấy chiếc xe này nặng đến 2 tấn 2095 thì mà dẫn động hai cầu. Bây giờ mình đang đi cài một cầu thôi thì tốc độ xăng này thì cũng không phải là nhiều đâu các bạn. Ngồi trên chiếc xe này thì rất là cao ráo các bạn nhé, rất là cao. Rất là cao giáo.
Đấy, đang quay ở chế độ góc rộng. Rất là êm các bạn, rất là êm. Mà ngồi rất là thoải mái nhé. Cái ghế này các bạn, cái ghế này hay em gái là cái ghế này các bạn ý nhé, là mình có thể dựng lên đấy, mình kéo đây vẫn là dựng lên rồi đấy, cái này là bên này là đã ngả được đây, nghe đi đường gập xuống này đấy, gập các bạn sẽ để được đồ này, rất là thuận tiện. Đây mà ghế các bạn nhìn làm rất là chắc chắn đấy, ra ra là các bạn nhìn đó, những đồ nhựa cực kỳ chắc chắn luôn. Đây các bạn nhìn đó, đấy rất là chắc chắn. Các bạn ý những cái kính này nhá, là nó có logo của 3C là toàn tiêu chuẩn châu Âu các bạn nhé, tiêu chuẩn châu Âu hết này, E4 này. Đấy. Loa thì làm đây rồi. Nếu các bạn mà muốn ok nữa thì mình phải là độ thêm bộ loa thôi. Đằng sau khoang này các bạn rất là rộng rãi. Bây giờ mình sẽ dựng ghế lên này. Dựng ghế này. Đây ngồi rất rộng các bạn nhé. Ngồi chỗ này bên mình là còn rơi tầm khoảng 25 phân nữa. 25 phân. Đây các bạn nhìn nào. 25 phân. Đèn trần. Đây chắc là cái này là trên nữa ra rẽ đây chưa nhỉ? Trên nữa. Trên nữa. Hưng vừa bật cái camera hành trình. Không phải Lavi, không phải Lavi. Camera hành trình này. Vô lại cho nào. Đấy, bên này kéo bên này, Mica. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đây, các bạn thấy nét à? Camera hành trình. Camera hành trình. Camera hành trình HD luôn các bạn, LED lắm. LED lắm. Đấy. Đằng sau cũng kính này. Giờ một lát nữa thì mình sẽ quay ở phía ngoài cho các bạn chiêm ngưỡng tức xe màu rêu rồi nhé. Rồi các bạn ơi, mình sẽ quay một vòng xung quanh để các bạn xem. Nó rất đồ sộ to các bạn ạ.
Mình lại giới thiệu qua chiếc Daisy 40L. Trái tim của nó là động cơ 2.3 turbo sáp của Thụy Điển. Mã lực 250 các bạn nhé. Mô men xoắn là 350 Nm. Chiếc xe nặng lên 2,095 tấn. Thực ra mình nói nhiều về cân nặng của nó là để cho ra các bạn cái cân nặng, thì các bạn cảm giác rằng khi mà nặng ấy thì nó rất an toàn. Khi xảy ra sự cố mà va đập là nó sẽ bảo vệ được mình á. Tại vì 2 tấn mốt sắt thì cũng không phải dạng vừa đó. Sang cái đô thị thì mình vừa chạy thử rồi là trung bình nó chỉ rơi tầm khoảng độ 10 lít thôi, hỗn hợp. Thì một lát nữa thì mình sẽ lại chạy ở tốc độ cao một chút. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn giải đèn nét này. Đây các bạn nhìn không? Đấy. Đèn xi nhan nét các bạn này. Xi nhan nét. LED ma trận các bạn này. Ma trận này là không đánh các bạn nhé. Full nét này. Đèn ma trận thì nó luôn luôn là không thấy đáy đâu cả. Các bạn sẽ không nhìn thấy đáy đâu. Các bạn nhìn không? Rất hoành tráng. Mình đang quay thì bên cạnh mình cũng có một chiếc xe Land Cruiser mà nó cũng cao toàn ngang Land Cruiser luôn. Các bạn nhìn ở góc độ này thì trông nó rất là dũng mãnh nhá. Đây là kính 3M là em Hiếu đã dán rồi. Em vừa dán kính 3M. Giảm sóc của đa điểm thì rất êm các bạn, chắc chắn là rất là êm. Hộp số 6 cấp trên Daisy 40L là hộp số Aisin của Nhật các bạn nhé. Hộp số Aisin của Nhật. Và gầm chiếc xe này là gầm sáp Thụy Điển. Tại vì hãng BAIC này là cổ phần của 12% của Mercedes-Benz. Họ là tập đoàn của Bắc Kinh Trung Quốc, thành ra là mà cái hãng này thì chuyên sản xuất xe cho quân đội. Thành ra các bạn đừng có lo là sợ là bị hỏng biết làm sao nữa. Vì 60 năm phát triển rồi. Tập đoàn này đã có 60 năm phát triển. Thì hãng này là chính hãng các bạn nhé. Đây, đèn là Inlux đây, chính hãng. Đây bộ mâm đây. Bộ mâm là 17 các bạn này. Lốp to Cooper của Mỹ này. Và đây là bộ giảm sóc đa điểm. Bộ giảm sóc ABS. Về chế độ an toàn của chiếc xe này thì rất cao các bạn ạ. Có đổ đèo chống trơn trượt, đường tuyết. Dừng đỗ khẩn cấp BA, phanh tự động auto. Rất nhiều chế độ an toàn. ESC cân bằng điện tử đương nhiên là có rồi. Đặc biệt là chiếc xe này các bạn có thể bỏ hết cả mui ra được. Bỏ hết cả mui tràn ra. À, đang di chuyển đấy các bạn này. Đấy, tăng tốc các bạn. Đấy. Rất gầm. Như xe quân đội các bạn, như xe quân đội. Để mình sẽ lên để chạy cùng các bạn Hưng để cho các bạn xem nhé.
anh hướng mở cửa. Ok rồi. À, hướng tăng tốc cho mình xem nào. Rồi. Mạnh lắm các bạn, mạnh lắm, dụng mạnh lắm. Rồi, mình lại vòng lại xem nào, vòng lại đi. Rất êm các bạn, tiếng ru turbo rất là thích luôn. Rồi, vẫn quanh lại đi. ESCB, kích hoạt cân bằng điện tử rất là mạnh. Rồi, bạn tăng tốc số thể thao xem nào. Dính vào kia các bạn ạ. Đã lắm. Và như độ trễ là rất ít. Độ trễ là rất ít, không có độ trễ. Là bạn đi khua một vòng sang bên này đi. Đấy, và giải phân cách rất là êm, bạn vòng lại một vòng nữa đi. Rồi. Rồi. Rất êm các bạn. Đấy, qua G giảm sóc đây. Đấy, bịch tường nhưng mà rất êm. Tại vì giảm sóc đa điểm nó giảm sóc nó gần như giảm sóc bóng. À, mình sẽ có một lần test ở trên cao tốc nữa. Nhưng hiện tại về điều hòa thì cực kỳ là lạnh luôn. Mình phải tắt cái vùng sau đi, trong đó mình để 22 độ thôi, điều hòa lạnh lắm. Đấy các bạn nhìn này. Điều hòa 2 độ thôi nhưng mà mình phải tắt đi rồi. Tại vì thấy rất là lạnh. Và đây là có ổ cắm sạc luôn các bạn, rất thân thiện này. À, cắm sạc điện thoại luôn. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chỉ test ở cung đường này thôi. Mình test ở cung đường này thì đợt tới này mình sẽ test khi em Hiếu đăng ký xong thì mình sẽ test ở trên cao tốc. Nhưng mà các bạn yên tâm một điều rằng là cực kỳ chắc chắn luôn. Cực kỳ chắc chắn. Cực kỳ chắc chắn. Mà rất là ngồi rất là thoải mái đây này. Cái chỗ này thì ngả được 400 độ luôn này. Các bạn thích dựng lên được này. Các bạn ngả xuống được. Mình ngả 4-5 độ luôn này. Ngồi thoải mái lắm. Đi đường này thì mình không lo mỏ sợ mỏi chân mỏi tay đâu. Mỏi chân. Và xin chào tất cả các bạn nhé. Mình hôm nay thì mình chưa quay đến đây thôi. Thế xong đợt tới này thì mình sẽ có một chuyến đi trên đường cao tốc để cho các bạn cảm nhận thôi. Thực ra thì cứ lo đặt xăng chứ mình thấy là với đồng hồ báo xăng này thì không đến nỗi đâu. Đây, báo hỗn hợp ở trong thành phố các bạn này, không nên lỗi đâu. Đấy. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn cố gắng các bạn ủng hộ kênh như mình nhé. Các bạn xem ủng hộ kênh mình, cứ có xe mới thì mình sẽ test cho các bạn ạ. À, các bạn nhìn nào, kính này, đằng sau này, đó, rất là nét. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tất cả các bạn nhé, hôm nay mình sẽ test thử con BZ40 trong đô thị. Đây, giờ bắt đầu đi các bạn nhé. Các bạn này. Đó, anh em sẽ test thử đô thị trong khu Việt Hưng.
trước mắt là giảm sóc thì rất êm. Độ ổn rất là tốt các bạn, ổn rất là tốt. Khóa cửa tự động đấy, vừa là tự chốt khóa các bạn ạ, tự chốt khóa. Em chưa đeo xích beo à? Đây mà mình đã báo là chưa có xích beo này. À, ghi kích vào giờ đấy hết rồi, cấm mất mang cái thẻ rồi. Đây các bạn nhìn xem, đây là HD trên đường chạy thì cái kính chiếu hậu này nó sẽ là HD các bạn ạ. Đây là điều hòa hai vùng kìa, Hưng ơi, em phải bật cái điều hòa đi. Ok. Ổ điện 220 này. Giờ nó có mình sẽ cắm vào đây thì sẽ sạc luôn ạ. Ổ sạc luôn. Chiếc xe này các bạn có thể là một bộ karaoke liver xem trên ô tô luôn. Thì mình sẽ cắm ổ đây cái là hát liver thôi. Đây, các bạn nhìn gương. À, chiếu hậu rất là nét. Thì nếu mà không muốn này thì bạn Hưng tắt độ cái chỗ à, thì nó sẽ ra gương bình thường thôi. Thôi bạn bật lên đi. Mình nghĩ rằng độ ồn chiếc xe này rất là tốt. Ồn rất là tốt. Trên khoang hành khi hành khách lên thì có tay lắm hết rồi, để bám lên luôn. Đằng trước cũng có độ tay lắm, mà độ tay lắm thì sợ là các bạn đi sẽ vướng thôi. Còn đằng trước là cũng có độ tay lắm. Hôm nay đang chạy chiếc xe màu rêu của em Hiếu, cũng xin phép ý kiến em Hiếu là cho bên mình quay về test thử để cảm nhận xem là trong đô thị. Cái xăng báo đây, xăng báo đây, tốc độ xăng báo ở chỗ nào? Đây. À, xăng đô thị được 11. Đấy, đô thị 11,1 lít các bạn này. 11,1 này. Đấy, mình đang đi thực ra thì cũng không phải đốn xăng đâu, với chiếc xe mà rất là nặng. Các bạn thấy chiếc xe này nặng đến 2 tấn 2095 thì mà dẫn động hai cầu. Bây giờ mình đang đi cài một cầu thôi thì tốc độ xăng này thì cũng không phải là nhiều đâu các bạn. Ngồi trên chiếc xe này thì rất là cao ráo các bạn nhé, rất là cao. Rất là cao ráo. Đấy, đang quay ở chế độ góc rộng. Rất là êm các bạn, rất là êm. Mà ngồi rất là thoải mái nhé. Cái ghế này các bạn này. Ghế này hay em gái là cái ghế này các bạn ý nhá, là mình có thể dựng lên
Đấy, anh kéo đây vẫn là dựng lên rồi. Đấy, cái này là bên này là đã ngả được này. Nghĩa đi đường gặp xuống này. Đấy, gặp các bạn sẽ để được đồ này. Rất là thuận tiện. Đây mà ghế các bạn nhìn không? Làm rất là chắc chắn. Đấy, ra. Ra là các bạn nhìn không? Những đồ nhựa này cực kỳ chắc chắn luôn. Đây các bạn nhìn không? Đấy. Rất là chắc chắn. Các bạn ý những cái kính này nhá, là nó có logo của 3IC là toàn tiêu chuẩn châu Âu hết các bạn nhé. Tiêu chuẩn châu Âu hết này. E4 này. Đó. Loa thì làm đây rồi. Nếu các bạn mà muốn ok nữa thì mình phải độ thêm bộ loa thôi. Đằng sau khoang này các bạn rất là rộng rãi. Bây giờ mình sẽ dựng ghế lên này. Dựng ghế này. Đây ngồi rất rộng các bạn nhé. Ngồi chỗ này bên mình là còn rơi tầm khoảng 25 phân nữa. 25 phân. Đây các bạn nhìn nào. 25 phân. Đèn trần. Đây chắc là cái này là trên nữa ra rẽ đây chưa nhỉ? Trên nữa. Trên nữa. Mình vừa bật cái camera hành trình. Không phải Lavi, không phải Lavi. Camera hành trình vô lại cái nào. Đấy, bên này kéo bên này, Mica. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đây, các bạn thấy nó nét à? Camera hành trình. Camera hành trình. Camera hành trình HD luôn các bạn, LED lắm. LED lắm. Đấy. Đằng sau cũng kính nhỉ. Giờ một lát nữa thì mình sẽ quay ở phía ngoài cho các bạn chiêm ngưỡng chiếc xe màu rêu này nhé. Các bạn ơi, mình sẽ quay một vòng xung quanh để các bạn xem. Nó rất đồ sộ to các bạn ạ. Mình sẽ giới thiệu qua chiếc BZ40L. Trái tim của nó là động cơ 2.3 turbo sáp của Thụy Điển. Mã lực 250 các bạn nhé. Mô men xoắn là 350 Nm. Chiếc xe nặng lên 2,095 tấn. Thực ra mình nói nhiều về cân nặng của nó là để cho ra các bạn cái cân nặng thì các bạn cảm giác rằng khi mà nặng ấy thì nó rất an toàn. Khi xảy ra sự cố mà va đập là nó sẽ bảo vệ được mình á. Tại vì 2 tấn bốt sắt thì cũng không phải dạng vừa đó.
À, sang đô thị thì mình vừa chạy thử rồi là trung bình nó chỉ rơi tầm khoảng độ 10 lít thôi, hỗn hợp. Thì một lát nữa thì mình sẽ lại chạy ở tốc độ cao một chút. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn giải đèn LED này. Đây các bạn nhìn không? Đấy. Đèn sinh nhan LED các bạn này. Sinh nhan LED. LED ma trận các bạn này. Ma trận này là không đáy các bạn nhé. Full LED này. Đèn ma trận thì nó luôn luôn là không thấy đáy đâu cả. Các bạn sẽ không nhìn thấy đáy đâu. Các bạn nhìn không? Rất là hoành tráng. Mình đang quay thì bên cạnh mình cũng có một chiếc xe Land Cruiser mà nó cũng cao toàn ngang Land Cruiser luôn. Các bạn nhìn ở góc độ này thì trông nó rất là dũng mãnh nhá. Đây là kính 3M là em Hiếu đã dán rồi. Em vừa dán kính 3M. Giảm sóc đa điểm thì rất êm các bạn, chắc chắn là rất là êm. Hộp số 6 cấp trên BZ40L là hộp số Aisin của Nhật các bạn nhé. Hộp số Aisin của Nhật. Và gầm chiếc xe này là gầm sáp Thụy Điển. Tại vì hãng BAIC này là cổ phần của 12% của Mercedes-Benz. Họ là tập đoàn của Bắc Kinh Trung Quốc. Thành ra là mà cái hãng này thì chuyên sản xuất xe cho quân đội. Thành ra các bạn đừng có lo là sợ là bị hỏng nữa làm sao nữa. Vì 60 năm phát triển rồi. Tập đoàn này đã có 60 năm phát triển. Thì hãng này là chính hãng các bạn nhé. Đây, đèn là Inox đây, chính hãng. Đây, bộ mâm mâm đây. Bộ mâm là 17 các bạn này. Lốp to, Cooper của Mỹ này. Và đây là bộ giảm sóc đa điểm. Bộ giảm sóc ABS. Về chế độ an toàn của chiếc xe này thì rất cao các bạn ạ. Có đổ đèo chống trơn trượt, đường tuyết. Dừng đỗ khẩn cấp BA, phanh tự động ô tô. Rất nhiều chế độ an toàn. ESC cân bằng điện tử đương nhiên là có rồi. Đặc biệt là chiếc xe này các bạn có thể bỏ hết cái mui ra được. Bỏ hết cái mui tràn ra. À, đang di chuyển các bạn này. Đấy, tăng tốc các bạn. Đấy. Rất gầm. Như xe quân đội các bạn, như xe quân đội. Giờ mình sẽ lên để chạy cùng với bạn Hưng để cho các bạn xem nhé. Anh Hưng mở cửa. Ok rồi. Hưng tăng tốc cho mình xem nào. Ui dồi, mạnh lắm các bạn, mạnh lắm, dụng mạnh lắm. Rồi, Hưng lại vòng lại xem nào, vòng lại đi. Rất êm các bạn, tiếng ru turbo rất là thích luôn. Rồi, vâng, quanh lại đi. ESC,
kích hoạt cân bằng điện tử rất là mạnh. Rồi bạn tăng tốc số thể thao xem nào. Dính vào kia các bạn ạ. Đã lắm. Gần như độ trễ là rất ít. Độ trễ là rất ít, không có độ trễ. Là bạn đi khua một vòng sang cái này đi. Đấy, và giải phân cách rất là êm. Bạn vòng lại một vòng nữa đi. Rồi. Được rồi. Rất êm các bạn. Đấy, qua G giảm sốc này. Đấy, bịch tùm nhưng mà rất êm. Tại vì giảm sốc đa điểm nó giảm sốc nó gần như giảm sốc bóng mà. À, mình sẽ có một lần test ở trên cao tốc nữa. Một lần test ở trên cao tốc nữa. Nhưng hiện tại về điều hòa thì cực kỳ là lạnh luôn. Mình phải tắt cái vùng sau đi. Trong đó mình để 22 độ thôi. Điều hòa lạnh lắm. Đấy các bạn nhìn này. Điều hòa 2 độ thôi nhưng mà mình phải tắt đi rồi. Tại vì thấy rất là lạnh. Và đây là có ổ cắm sạc luôn các bạn. Rất thuận tiện này. À, cắm sạc điện thoại luôn. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chỉ test ở cung đường này thôi. Mình test ở cung đường này thì đợt tới này mình sẽ test khi em Hiếu đăng ký xong thì mình sẽ test ở trên cao tốc. Nhưng mà các bạn yên tâm một điều rằng là cực kỳ chắc chắn luôn. Cực kỳ chắc chắn. Cực kỳ chắc chắn. Mà rất là ngồi rất là thoải mái đây này. Cái chỗ này thì ngả được 400 độ luôn này. Các bạn thích dựng lên được này, các bạn ngả xuống được. Mình ngả 4-5 độ luôn này. Ngồi thoải mái lắm. Mình đi đường này thì mình không lo mỏi sợ mỏi chân, mỏi tay đâu, mỏi chân. Và xin chào tất cả các bạn nhé. Mình hôm nay thì mình chỉ quay đến đây thôi. Thế xong đợt tới này thì mình sẽ có một chuyến đi trên đường cao tốc để cho các bạn cảm nhận thôi. Thực ra thì cứ lo đặt xăng chứ mình thấy là với đồng hồ báo xăng này thì không đến nỗi đâu. Đây, báo hỗn hợp ở trong thành phố các bạn này, không nên lỗi đâu. Đấy. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn cố gắng các bạn ủng hộ kênh như mình nhé. Các bạn xem ủng hộ kênh mình, cứ có xe mới thì mình sẽ test cho các bạn ạ. Các bạn nhìn nào, kính này, đằng sau này, đó, rất là nét. Rồi xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.